Sách sáng thế ký, chương 4. Adam ăn ở với Eva vợ mình. Nàng thụ thai và sinh Cain. Nàng nói, nhờ Chúa, tôi đã sinh được một người. Nàng lại sinh Abel, em Cain. Abel chăn chiên, còn Cain canh tác đất đai. Sau một thời gian, Cain đem hoa lợi đồng ruộng dâng lên cho Chúa. Abel cũng mang con vật đầu lòng luôn với mỡ dâng cho Chúa. Chúa chiếu cố đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Ngài không chiếu cố đến Cain và lễ vật của ông. Vì thế Cain rất giận và sầm mặt xuống. Chúa hỏi Cain, tại sao con giận? Tại sao con sầm mặt xuống? Nếu con làm phải, lẽ nào không được chấp nhận? Còn nếu con làm không phải, thì tội ác đang rình rập trước cửa. Nó thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó. Cain nói chuyện với Abel, em mình. Khi cả hai đang ở ngoài đồng, Cain tấn công và giết Abel. Chúa hỏi Cain, Abel, em con ở đâu? Cain thưa, con không biết. Con là người giữ em con sao? Chúa tiếp, ngươi đã làm chi vậy? Tiếng máu của em ngươi từ dưới đất đang kêu van cùng ta. Bây giờ, ngươi bị rủa xả từ đất. Đất đai đã há miệng, nuốt máu em ngươi, từ tay ngươi đổ ra. Khi ngươi canh tác đất đai, đất sẽ không còn sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên đất. Cain thưa với Chúa, hình phạt con nặng quá, con mang không nổi. Này, ngày nay, Chúa đuổi con đi ra khỏi đất này. Con sẽ trốn tránh mặt Chúa, con sẽ lang thang phiêu bạt trên đất. Có ai gặp con, họ sẽ giết con đi. Chúa đáp, không đâu, nếu ai giết Cain, sẽ bị báo thù gấp 7 lần. Chúa cũng đánh dấu trên người Cain, để có ai gặp người, sẽ không giết. Cain đi khỏi mặt Chúa và sống tại xứ Nốt ở phía đông vườn Ê-đen. Cain ăn ở với vợ, nàng thụ thai, sinh Enoch. Ông xây một thành và đặt tên là Enoch theo tên con trai mình. Enoch sinh Irad, Irad sinh Mehujael, Mehujael sinh Melusael, Melusael sinh Lemech, Lemech cưới hai vợ. Vợ cả tên Ada, vợ thứ tên Sinla. Ada sinh Gia-banh, Gia-banh là ông tổ của dân ở lều trại nuôi gia súc. Em Gia-banh là Du-banh, ông tổ của mọi người chơi đàn hạc và thổi sáo. Sinla cũng sinh Tu-banh Ca-in, ông tổ của những người rèn mọi thứ dụng cụ bằng đồng, bằng sắt, và em gái của Tu-banh Ca-in tên là Na-ama. Lê-mét bảo vợ là Ada và Sinla. Hỡi các bà vợ của Lê-mét, hãy lắng nghe tiếng ta, hãy nghe lời ta. Ta đã giết một người vì làm ta bị thương, và một người thanh niên vì gây thương tích cho ta. Nếu Cain được báo thù 7 lần thì Lê-mét phải được báo thù gấp 77 lần. Xét và dòng họ Xét. Adam lại ăn ở với vợ, nàng sinh một trai, đặt tên là Xét, vì nàng nói, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khác thay cho Abel đã bị Cain giết. Xét cũng sinh con trai, đặt tên Enoch. Từ đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh Chúa.